Trời ơi, cái tháp này mới dữ dằn nè. Để coi ké thêm cục nữa coi. Cho mà đấu người ta. Đó. Dữ dằn ha. Sắp ổi. Ăn ổi giờ vô. Cái này là chai xăng nha, đổ xăng vô bắt đầu mình chạy nữa. Đó. Đó. Cái này là xăng, dầu, nhớt. Leo tuốt trên đọt cao chụp hình. Rồi mình đây xây một vòng để cô bác mình tham quan. Mình đã bước vào chính thức cái khu Lăng Thiên. Tại vì đặc trưng ở đây là những cái hòn đá, cô bác thấy nha, những hòn đá hình thù rất là kỳ dị. Bông luôn. Ừ. Trắng như bông bưởi luôn. Dạ được rồi. Dạ nắng trắng. Ừ luôn. Ừ, có kim cương thôi kìa. Ừ. Cát này hình như là cát này nó có xài kem trộn hay gì mà trắng dữ. Cái này là cái khu sưu tập cây nắp ấm, thở đã nguyên một bụi cây bành bành không nè. Có nhiều luôn rồi. Mà cái nắp ấm đẹp ha. Ừ, đẹp ha. Đó. Đỏ xanh xanh. Nè. À. Bông bự bự vậy. Cơ chế tự động rồi cô bác, có nghĩa là trong này nó có nước, nước ngọt ngọt. Rồi bắt đầu những cái con côn trùng á, nó ngửi thấy cái mùi ngọt ngọt của nước á, cái nó vô đây nó uống. Nó uống rồi cái bắt đầu cái nắp ở trên nó sụp xuống là rồi, thôi rồi lượm ơi. Thôi cái miệng của nó nè, cái miệng của nó giống như là thoa son, đỏ ao luôn ha. Rồi, tiệp màu hết sức luôn ha. Đủ hình thù cho hết hả? Cái khu này với cái khu Bình Thiên hồi nãy tương tự nhau, mà cái khu này có thể là rộng đẹp hơn khu Bình Thiên nữa. Giờ cái khu Bình Thiên á thì cũng nhiều cảnh đẹp nhưng mà nó nhỏ hơn cái khu này. Cái khu Lăng Thiên bên trong á, mình không biết có chính xác có phải là cái khu Đại Lăng Thiên hay không, nhưng mà cái dãy Lăng Thiên ở bên trong cũng nhiều cái cảnh đẹp lắm. Đẹp quá. Để mình xoay đen vòng của bác mình tham quan nữa nha. Mình sắp trổ ra bên ngoài rồi đó. Phía sau của mình nè. Cái dãy này thì bao la lắm cô á, nhưng mà chỉ mình chỉ tham quan một cái phần nào thôi, chứ rộng mênh mông có thể nào đi hết. Chắc này nắng dữ lắm. Hồi rồi nắng vậy mà cái cây nó còn sống được là hay hết sức ha. Ở trong cái kẹt đá mà còn sống nè. Nắng chang chang còn sống cũng hay. Cài, chắc lên cài. Bon, cao lên đừng chút. Chắc cho đẹp thôi. Tại vì cái truyền thống của cái người Tạng đó cô á,
bên Tây Tạng á, khi người ta đi hành hương á thì người ta lụm trời ơi, thì người ta lụm những cái hòn đá người ta chắc chắc lên gì đó để người ta cầu nguyện, và người ta tin rằng những lời cầu nguyện của người ta nó sẽ có cái điều linh ứng, thành ra là người ta chắc đá để người ta cầu nguyện, và người ta xây những cái vòng luân xa để người ta cầu nguyện nữa. Tại mỗi nơi có một cái niềm tín ngưỡng riêng. Gần đây xả nước rất quá thôi. Rồi, chở ga tiếp tục di chuyển để cho chiếc xe của người ta nó nhẹ thêm được một chút. Ông nào cũng bắt trước nữa. Rồi, chắc là chở ga hết quá. Thì trước khi chở ga thì mình sẽ xây ở đây một vòng để cô bác mình tham quan. Dạ. Dạ. Mình lội một vòng tròn. Lội một vòng tròn gió luôn. Chúc mừng. Thành công rồi. Trèo lên cái cuốn đi dài á. Đi không đi. Quá luôn. Không cừ luôn. Tắt camera luôn rồi. Vậy là mình nắng quá, nắng cái máy mình nó cháy luôn, sạc vô phòng mà sạc vô không nổi luôn á, tại nó hao quá, nắng quá, càng nóng càng tỏ nhiệt thì nó càng hao năng lượng. Quá nắng, đợt này nắng kinh khủng khiếp luôn hả cô. Quá hẳn luôn. Rồi, mình đã xây một vòng, thưa cô bác mình tham quan, sắp tới cái đường nhựa rồi đó, ở phía sau của mình nè, bên trái,
Rồi. Có khỏe mà. Cái lưng của ông dính gì dữ à? Ở đây nè. Rồi chung vô cái cục đá của thầy ngồi ông Tịnh đó chụp hình. À, cái chỗ mà cái chỗ các bạn tròn tròn ở miếng đá tròn tròn ở trong cái hang Long Phụng đó ha. Rồi chung ra không biết tôi vô đâu rồi, loại này tôi vẽ với tôi tỉ nó không biết chút đâu. Đóng mọc liền. Đâu nằm giữa đâu. Cái này người ta truyền những cái ống nước ở trên suối xuống nè, của dạ nè, người ta truyền nè, đó truyền dài 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 xuống dưới là cái đường là xa dữ lắm luôn, có giờ nè cũng thiếu ta truyền lòn lòn ở trong rừng á. Có mai giờ có thể có mưa đó, trong không phải trời đâu, có giờ trên trời nè. Bỏ lên cục nó lại. Cục nó lại. Ồ. Trời ơi, cái tháp này mới dữ dằn nè. Để coi ké thêm cục nữa coi. Sao mà đổ người ta. Đó. Dữ dằn ha. Ghê lắm. Quá nắng luôn. Dù hên là mình ra được tới ngoài. Hồi ở đây người ta chắc chắc nút chơi nè. Chắc cập tập ở đây cũng thấy cưng ha. Nhiều nè. Rơi chuyện cục nữa đi. Thêm cục nữa coi. Rồi rồi. Nghe nó. Thêm cục nữa. Rồi. Hết khu làm việc. Đây là cũng tương tự như những cái chỗ này nè cô bác, nhưng người ta đã ban ra để mà quy hoạch cái khu tượng Phật nè. Để mình xây ở đây một vòng nữa để cô bác mình tham quan, mình trổ ra ở phía bên ngoài đó, phía sau của mình nè, phía trái của mình nè.
phía trước của mình nè. Chắc là đi tản lạc chứ nè. Tại đi hết nổi rồi, trời nóng quá rồi. Khu tượng Phật nè, mới xây được cái nào nè. Hết hầu khu này lắm. Trời ơi, chụp hình với ông bảo vệ hả? Đoàn này vui tính quá ha. Để xe di chuyển lại thì mình sẽ đi à. Xe đậu đó có cách mình khoảng chừng 100 mét đó. Uống nước cái đã. Chắc này về tới cái vị trí tập trung rồi đó. Chỗ ăn cơm là sáng này. Rồi, lúc này mình bắt đầu di chuyển lại xe của ớt rồi. Nắng đổ lửa luôn, khủng khiếp. Cái này làm biết bao nhiêu công phu mà nói cô bác, nguyên cái khu này cô bác thấy nè, đổ bê tông toàn bộ luôn, chạy sâu sâu ở bên trong à, công trình khủng khiếp. Rồi, tới xe, để mình xem một vòng nữa rồi lên xe hả cô á. Biết sao?
Quá nắng, nắng kinh khủng thật. Hết sạch chai nước luôn. Khi rồi ngồi lấy chai nước khác. Lộ một vòng cũng hơi xa đó cô á. Rồi đại ca mình vô tới kìa. Bọc này của ai đây? Sao dở vậy coi. Rất là xuống xe cái máy hết pin hấp ổi ăn ổi về vô rồi xuống xe. Cái máy hết pin là có thể nó ngưng không cho mình quay luôn. Phát nước, chai nước, cái này là chai xăng nha, đổ xăng vô bắt đầu mình chạy nữa. Chui vô bụi rồi. Vô ăn đi. Đi đâu nè, mình đứng đây đi. Đó. Đó. Cái này là xăng, dầu, nhớt. Em vũ khí rồi theo chơi. Chơi nước. Chơi nước chỗ đây. Cái đổ này hư trong con đường cạp ở ngoài bỏ tí tội chứ. Này. Đó. Bỏ đâu. Hỏi thì ăn dọc đường, còn cái ca nước thì sắp theo. Hy vọng là nạp pin đủ cô bác ơi, còn 1% là nó còn 1% nữa là nó sẽ ngắt á. Có nghĩa là còn 6% là cái máy này nó sẽ đứng, mà nó đang ở 7%. Và để mình xoay đây một vòng để cô bác mình tham quan. Xe đang lên. Hiếm lắm mới gặp chiếc xe cô á. Rồi, mình chuyển luôn. Ông đó đó, ông đó đó, đi ông đó đó. Đồng. Thỉnh tiếng hả Đồng? À, ổng hậu đi, đó ông là Đồng.
Dạ. Ghìn cá, cá nào đi ngang đây không dính chưa? Nhóc chân ha. Rồi ông chỉ cho mình nè. Giữ dấu hả? Đúng không? Này, giữ dấu đúng rồi. Em muốn muối thôi, muối ngon. Rõ ràng. Ừ. Dấu tròn ấm ha. Nãy giờ quay là không dính sáng thì cứ quay thử. Hiện tại là mình đang di chuyển vô khu vực của làng Thiên đó cô bác, nãy giờ lo ăn không quên nói chuyện nữa. Ăn ra xong cái bọc ẩu ấy. Có sao không? Rồi tiếp tục di chuyển của bác à. Vừa rồi là sự có té ngã của một người trong đoàn. Thì mình vừa băng cá nhân lại à. Tại có đem đồ nghề, mình đi theo đồ nghề đầy đủ hết. Cũng không đến nỗi chỉ chạy chạy chút đỉnh thôi à. Thành ra cô bác đi cũng để ý kỹ lưỡng à. Tại vì ở đây mấy cái đá nó lục cục như vậy. Ví dụ như cục đá này, cô bác sơ ý đạp lật cục đá là mình sẽ chạy thôi. Nhất là người lớn tuổi đó cô bác. Cái đó là bình thường không có gì à. Ví dụ như cái chuyến đi tàu lần trước đó cô bác thấy ha, cái cô kia là bị cái cày sóc vô cái bắp chân đó cô bác, sóc vô bắp chân cô bác thấy máu chảy khủng khiếp không. Nhưng mà cũng không đến nỗi, cái đó là chuyện bình thường thôi. Đi đông người mà. Rồi mình xây ra một vòng nữa cô bác mình tham quan. Phía sau gì chú? Móng này không biết móng gì, móng voi á. Bà cụ mở niệm Phật thuốc đó mà sao cũng xui lắm. Hả là nhà niệm Phật đỡ được chút. Hình như đi được à.
mà một quả ăn hoài không hết. Liễu trúc nè cô bác, nhìn đẹp hết sức ha. Ngư kiền đẹp dữ dằn. Trời đẹp quá. Đẹp quá ha. Mà cái cây này có cây hết hồn. Thử leo lên chụp hình đi. Dạ con này là cái tổng bá nhiều ha. Khu này là nhiều nhất luôn á chú. Rồi nhìn đây xây một vòng để cô bác mình tham quan. Mình đã bước vào chính thức cái khu Lăng Thiên. Tại vì đặc trưng ở đây là những cái hòn đá cô bác thấy nha. Những hòn đá hình thù rất là kỳ dị. Hồi nãy giờ là mình đi ở cái mép ngoài, chắc là mình vô tới bên trong rồi đó. Bệnh nhân ngon lành à. Leo tuốt trên đọt cây chụp hình. Dãy ở trong rồi cô á, gụm mênh mông ở phía trong. Phía sau nè. Chưa chụp mình đắng không lại đắng chụp là làm biết rồi phải không anh nhớ làm chưa chụp ba ông bơi lên đó rồi ngồi bỏ rồi. Còn cái bọc không biết bỏ đâu nè.
Rồi mình xây đây một vòng nữa cô bác mình tham quan. Đủ hình thù cho hết hả? Cái khu này với cái khu Bình Thiên hồi nãy tương tự nhau, mà cái khu này có thể là rộng đẹp hơn khu Bình Thiên nữa. Giờ cái khu Bình Thiên thì cũng nhiều cảnh đẹp nhưng mà nó nhỏ hơn cái khu này cô. Giờ cái khu Lăng Thiên bên trong á, mình không biết có chính xác có phải là cái khu Đại Lăng Thiên hay không, nhưng mà cái dãy Lăng Thiên ở bên trong cũng nhiều cái cảnh đẹp lắm. Đi cái chiến này về đã đen như châu Phi luôn. Tại mở khẩu trang ra để nói chuyện của, mà cái da của mình nó gặp nắng là nó nám. Da mình là da Trung Quốc của luôn. Lan nè, có dơm nè, lan nhất trơn nè. Lan nữa nè, lan nhất trơn ha, có hoa nè. Hoa lan nè. Trái cây ở đây cắt trắng, trắng bông, có người ta hốt cát này để cắm lư hương nè, của đem về nè, sàn rửa lại bắt đầu bỏ vô cái lư hương cắm đẹp lắm, nhưng mà vài bữa tàn nhang xuống cũng đen thui. Quá đẹp luôn rồi, trắng bông luôn, trắng như bông bưởi luôn. Dạ kìa, dạ nắng trắng. Có kim cương thôi kìa. Cát này hình như là cát này nó có xài kem trộn hay gì mà trắng dữ. Chục kẹt đá mà mọc ra cái cây nè. Nó là rêu á. Cái máy niệm Phật, năng lượng mặt trời mà xích ra rồi. Gần đây xây vòng cô bác mình tham quan. Còn đi sâu sâu ở trong xa lắm cô bác. Nếu đi tới cái Lăng Thiên trong là cả cây gửi số nữa đó. Xây một vòng cô bác mình tham quan. Thì nãy giờ mình đi vào bên trong đây là khoảng 500-600 mét thôi cô bác. Rồi mình đi hết ở trong là chắc khoảng một cây mấy số nữa. Rồi, chắc này mình di chuyển luôn. Ủa sao ai mà còn đi tuốt á, sao cùng hả ta? Còn một
cảnh đẹp quá. Bao la cảnh Phật gọi tiên, tòng mai liễu trúc hữu duyên khoe màu, ngũ văn năm sắc năm màu, kìa quy nọ phụng lao sao vui mừng. Có con nào đi ngang đây cũng dính trơn, cá bự cá nhỏ. Qua lại xuôi tới rồi.
mình tới suối tiên rồi, tới suối rồi đó, tới suối rồi đó. Ừ, mấy ông chú nói nắp ấm mình mới nhớ cái khu này có nắp ấm rồi bác ơi, mà cỡ này nắng quá hình như nắp ấm nó cũng héo chết con hết rồi. Nè, có mấy bụi nắp ấm nè cô, nhưng mà cỡ này nó héo trơn rồi nè, cô ớt gì nè, nè, nó héo hết trơn rồi, nắng quá, nắng, gì không nổi. Ở đây có mấy bụi nữa nè, nè cô ớt thấy nè. Nắng quá rồi, nắng quá xa nắng rồi. Ừ. Cái cơ chế tự động rồi cô bác, có nghĩa là trong này nó có nước, nước ngọt ngọt. Rồi bắt đầu những cái con côn trùng á, nó ngửi thấy cái mùi ngọt ngọt của nước á, cái nó vô đây nó uống. Nó uống rồi cái bắt đầu cái nắp ở trên nó sụp xuống là rồi, thôi rồi lượm ơi, hết đường ra. Cái bắt đầu cái từ từ con côn trùng ở đây nó chết. Nó chết rồi cái nấm này nó hấp thụ. Nó hấp thụ cái xác của con côn trùng đó, nó lấy chất dinh dưỡng để nó nuôi sống đó. Rồi. Dưa trăm. Đấy, cái quay ra bông này. Cái bông này, nó từ đó. Ồ, nguyên si luôn đó. Nguyên si luôn ha. Có hai ba cái. Mà chắc này nó bật lên hết rồi. Cái nắp ấm mà chắc này nó mở nắp rồi. Bông này có quay bông nào đẹp không? Không, bông xấu quắc không à. Nắp chơi nè. 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 Bông này bự được một chút nè. Nè. Bông bự bự vậy nè. Mấy chịu nè. Tới nè. Cái này là cái khu sưu tập cây nắp ấm, thở đợi nguyên một bụi cây bành bành không nè. Ủa sao nhiều luôn rồi. Ôi ôi cái cây bự gì đâu gần bằng chú này luôn. Nó khổ không. Mà cái nắp ấm đẹp ha. Ừ, đẹp ha. Đó, đỏ xanh xanh. Nè. Cái này nữa nè. Ô cái này nữa nè. Nhóc hết trơn nè. Ô nhóc trơn nè. Ô nhóc trơn nè. Ô nhóc trơn nè. Quảng cáo giả. Quảng cáo thiệt giá gì? Không con á. Quảng cáo nhóc trơn là nó giả. Đẹp quá, không có cái cây nào đẹp bằng cây mình. Uống được, cái nào không đậy là uống được, nó còn thích. Uống được, nhưng mà có uống nước côn trùng chứ không có gì. Đẹp ha, đây là đỏ đỏ xanh xanh. Xanh xanh đỏ đỏ cho mấy em nhỏ nó ha. Đẹp quá. Ôi, cái miệng của nó nè. Cái miệng của nó giống như là thoa son vậy. Đỏ ao luôn ha. Hoa sim. Ủa, đá nè. Lỗ, 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 lỗ như cái người mặc gỗ. Đúng lỗ chưa? Lúc giờ giống như là bị súng đạn hay gì thời chiến tranh vậy đó. Đúng chưa? Đúng nát bấy. Cái này khi trời mưa là nước chảy theo những cái đường này nè. Thành ra là nó thành cái lỗ mòn. Ồ. Máng vô cái ca của mình đi. Đẹp quá mà. Đẹp quá. Thank you.
quá sáng. Cát trắng bông luôn ha. Cát trắng giống như cái da của mình, trắng bông. Thôi, nói vậy thôi. Nói vậy thôi. Cái tớp này đi cắm trại hả, picnic hả, về đây nè, thấy vui quá ha. Ăn không? Ăn không? Ăn được không? Ăn được bụng không? Hai cái đi. Chị đi trước nha. Chị đậu nha. Rồi chụp lấy cho nè. Này. Đây ngộ quá ha. Mãn ruột hết ruột mãn nha. Nắng quá rồi. Đừng ai kêu con không ai. Tiệp màu hết sức luôn ha. Bánh in. Trời ơi, trời nắng mà ăn bánh in vô bánh luôn. Được rồi chị. Trời nắng mà bánh in sốc không. Rồi chọn. Rồi kia đó rồi. Kia luôn đi. Không cậu nha. Tại vì bao tử. Không. Sao em nỡ nào đáng không? Coi. Rồi kia ra rồi. Mới bầu ổi đưa cho ấy kìa nè. Đây, cho chọn nè. Rồi dắt này là mình di chuyển đi luôn cô. Còn xa mà. Khu này rộng lắm. Cái đội này đội quân tiên phong,
Cái đội này mà đi đánh giặc hay gì là người ta cấp quân chương quy chương rồi dữ lắm đi tiên phong đó đi dọn đường nè, cái đội đặc công nói cái đội đó 50 mà giờ mà đi quá dài mà 50 đội trọng vô không có đi rồi. Lúc nó dọc nghe cũng cây vậy đó kêu thôi. Không nhận đá đây tự nhiên thì nó sợ nha. Mình làm bằng bằng làm bằng bằng ai làm gió gì đâu không biết mà ở đây không thấy ai xả lúa cho chú ha. Có đồng bằng nè. Đây đá, có hai bên đá. Có đồng bằng. Ôi ôi lan nè. Lan nè. Trời ơi. Lâu lắm mới gặp lan chỗ hoa. Về thăm thành phố náo nước mùa xuân ba lô trên lưng mang theo nhánh lan rừng. Nắp ấm kìa, nắp ấm kìa. Ấm nhỏ mới nặng về hơn không có. Ấm nữa nè. Rồi, hết nắng rồi, hên quá. Nắng hồi cháy cái da đầu luôn. Phía sau nè. Ở đây gần nước gì vậy? Nước cái gì thấy mát mát rồi. Nước cái gì đó cây nó ấm nhiều kìa. Ấm quá thì cây ấm rồi. Chỗ nào nó có rồi giờ cũng vậy cũng ngọt. Nào khúc này chắc gần chợ hay gì có ấm rồi nhiều. Cái này giống mà mộ nghĩa địa rồi. Chỉ đi cái đường người ta chắc